Kính chúc quý vị, bạn Nguyễn Tấn Khởi đã hỗ trợ hàng ngàn F0 nhất định. Những ca nào luôn lạc quan, nhiệt tình và có người thân chăm sóc, đa phần sẽ vượt qua. Và bác sĩ Quan Thế Dân có chia sẻ một cái câu chuyện mà bệnh nhân Covid cực kỳ nặng, phổi bị tan phá, gần như chắc chắn sẽ chết. Vậy mà bệnh nhân rất kỳ diệu, phục hồi qua từng ngày. Và bác sĩ khẳng định đó là do nghị lực và quyết tâm sống của anh ta để nuôi 3 đứa con nhỏ. Và kiến trúc sư Hoàng Tấn Long là kỷ lục gia thế giới đã vượt qua Covid và chia sẻ chúng ta hãy yêu quý mạng sống của mình. Chúc các bạn qua những cái câu chuyện đó tôi kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy yêu quý doanh nghiệp, luôn lạc quan, nhiệt tình, phối hợp đội nhóm và quyết tâm cho dù còn 1%, hy vọng chúng ta cũng phải thử, chúng ta cũng phải cai gen để vượt qua khủng hoảng. Xin cảm ơn các bạn.